kiện điện thoại ngon và rẻ. Xin chào các bạn. Và hôm nay thì phụ kiện điện thoại ngon và rẻ sẽ cùng các bạn là đưa tin về vụ việc là 5 hiệp sĩ ở trong Sài Gòn đi bắt cướp và đã bị hai tên cướp đâm chết mất 2 hiệp sĩ. Tổng thiệt hại là 5 người ra quân thì là 2 người đi không trở lại. Và rồi đưa tin về những cái vụ việc đó thì là theo quan điểm của các bạn, khi trên đường các bạn tham gia giao thông, các bạn nhìn thấy có một vụ cướp, có một người hô cướp, 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 các bạn ấy phản ứng sao? Phản ứng của các bạn sẽ là không nghe, không thấy, không quan tâm, hay là các bạn đứng dậy nhặt luôn chiếc ghế phi vù bắt luôn? Còn theo quan điểm của mình thì là nếu ở trên đường mình mà gặp cướp thì mình sẽ cũng giúp mọi người là hô cướp, 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 hô thật to lên vào. Bởi vì sao? Bởi vì cái cuộc sống ở trong xã hội này mà khi chúng ta mà tham gia bắt cướp ấy, là rủi ro là có thể là sẽ bị các như các hai anh hiệp sĩ ở trong Sài Gòn, thì sự việc nó rất là đáng tiếc. Thế mình nghĩ là sự việc là bắt trộm bắt cướp là trách nhiệm của bên lực lượng công an chứ không phải là trách nhiệm của người dân. Và khi ở trong Sài Gòn các anh có lập ra những cái hội là hội hiệp sĩ chuyên đi bắt cướp, về công việc của các anh đi làm như thế là rất có ích cho xã hội, được nhiều người quan tâm đến. Nhưng công việc đặc thù của công việc này nó nguy hiểm quá. Và mình nói thật luôn là khi chúng ta tham gia mà bắt cướp đi, chẳng may mà nhỡ đâu mà bắt cướp mà mình, thằng cướp nó cầm một con dao, nó cầm một con dao này, nó khoáng 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 này, thì lúc đó mình phải nhặt luôn viên gạch, nghĩa là củ đậu bay, nhặt luôn viên gạch, nhặt lên, dơ lên này luôn, ném. Chẳng may mà ném mà headshot phát mà dính đầu nó chảy máu bé bét rồi mặt. Và rồi sau đó mình ném vào đầu nó chảy bé bét máu rồi nó đi viện cấp cứu luôn. Đến mức là nếu trường hợp đen là thằng cướp bị ngỏm củ tỏi luôn, nó chết luôn thì sao? Thì mình có thể là sẽ bị đi tù. Rất đơn giản là mình sẽ bị đi tù hoặc là mình sẽ bị khởi kiện. Còn chưa biết sự việc nó ra là như nào. Bởi vì cái xã hội này rất là phức tạp. Và rồi thì là mình sẽ tiếp tục để làm chứng thì mình sẽ thấy đưa tin cho các bạn là 3 vụ đi tù với bắt trộm siêu kinh điển xảy ra. Vụ việc đầu tiên là hai cha con cùng bị tội vì bắt trộm. Vụ án này từng dư luận đặc biệt quan tâm vì nội dung câu chuyện quá hư hữu. Đời thường nhưng cả hai cha con lại đều bị khởi tố ra tòa. Người cha trong quá trình nhà cha lại uất ức treo cổ tự tử. Khoảng 2 giờ 30 phút ngày 21 tháng 1 năm 2014, cha con anh Nguyễn Văn Trình ở ấp Phú Bình, xã Vĩnh Bình, chợ Lách, Bến Tre phát hiện anh Nguyễn Văn Ca cướp ăn trộm thì nó tuyệt luôn ăn trộm đi, còn bày là Ca là thằng nào? Nó là thằng ăn trộm, phải ghi luôn nó tên là gì? Sinh năm 1999, ai chẳng sinh năm 2014 và sinh năm 1999. Ui thằng này 3 tuổi danh con đi làm nghề trộm cắp rồi giỏi nhờ. Đột nhập vào tiệm tạp hóa gia đình do không biết số điện thoại của công an nên ngay sau khi bắt em Ca, Trình đã gọi điện cho ông Lê Văn Luyến, trưởng ấp Phú Bình, xã Vĩnh Bình để báo vụ việc. Trình gọi đến 3 lần nhưng Luyến không nghe máy. Thế là cha con Bình bèn neo giữ em Ca và cho hỏi mày con ai? Chắc là mày con ai, mày ở đâu, tên gì, bố mẹ mày làm nghề gì, bao nhiêu tuổi và sống ở đâu? Chắc thế. Do Ca không nói nên anh Trình đã nắm hai tay của Ca ra sau, dẫn ra ngoài cửa hàng và trói lại vào gốc cây, tiếp tục hỏi Ca là ai nhưng Ca không trả lời. Nên anh Trình hai tay trói nốt cả chân của Ca lại rồi lấy sợi dây trói hai tay Ca đầu bên kia thì vắt qua một cành cây. Đến 4 giờ sáng 30 Trình gọi điện cho công an. Nói chung là sự việc này xảy ra nôm na là hai cho con này bắt được thằng Ca. Không biết là Ca gì, Kiên hay là Kẹo hay là cái gì, Ca. Cái thằng Ca này ăn trộm bị bắt và giờ người bố mẹ hai bố con này giữ lại thì là đã bị tội là bị cái tội là hình như là cái tội gì đấy ta? Cái như là hành vi là cái tội này là cái tội gì? Giữ người trái pháp luật. Ôi trời ơi, luật nó hay thế, nó còn giữ người trái pháp luật. Điều rồi là vụ việc là có một vụ việc nữa là khi có một tên ăn trộm nữa. Khoảng 2 giờ sáng chúng thấy một bóng người, sau này xác định là D, lại D, D là ai? Suốt ngày D thật. Đó là tội phạm thì là mình phải ghi rõ tên nào. Đi qua đại sinh nghi, Dũng thông báo cho Hiếu theo dõi. Khoảng 20 phút sau nghe tiếng động cơ ở góc quán, thấy bóng người, Dũng la lên: có người hay xa quỷ anh em ơi.
Dũng dùng cây sắt dài khoảng 170 cm, thì từ đó suy ra anh chả 1m7. Chạy tới đánh 3-4 cái trúng đầu đê, còn Hiếu thì dùng cây chổi quét nhà cán nhựa màu xanh đánh 3-4 cái trúng người, nghĩa là 4 phát headshot và 3 phát dính thân. Nghe tiếng ồn, người dân chạy đến, Hiếu chủ động gọi công an phường 10 đến trình báo ghi nhận sự việc. Sau khi công an phường 10 đưa đê bệnh viện điều trị, cũng đưa Dũng và Hiếu về làm việc. Và kết luận của Trung tâm Pháp y Sở Y tế Bà Rịa Vũng Tàu, đê bị đa chấn thương phần mềm các vùng đầu, ngực, tay trái, gãy xương vai, gãy xương trụ tay trái, đã phẫu thuật thương tích 15%. Sau đó Dũng và Hiếu bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích. Trời ơi, vụ án tòa Tây Ninh. Còn cái ông này thì là còn một việc nữa là có ở Tây Ninh, là có một ông là phát hiện ăn trộm thì ông cầm cái gậy nhọn nhọn ông đâm vào đùi nó cái cũng gây thương tích, và rồi là ông đấy cũng bị là xử lý pháp luật. Và chính vì thế cho nên là khi đi đường cũng từ câu chuyện đó thì chúng ta nghĩ rằng nếu các hiệp sĩ mà bắt cướp mà mới thằng cướp nó dùng dao đâm các anh hiệp sĩ đó, các hiệp sĩ gọi là tự vệ mà gây thương tích cho nó ở từ 10-20%, liệu các anh có bị truy tố không? Và công việc của các anh làm rất là nguy hiểm. Và rồi thì là ở trên Facebook cũng có thông tin là con trai của anh hiệp sĩ đã qua đời, nói rằng nay mai lớn lên con sẽ theo chân của bố con để làm hiệp sĩ. Chú ơi, à con ơi, chú nói thật với con là đừng bao giờ theo công việc của bố con. Cái công việc của bố con làm nó rất là nguy hiểm. Công việc của bố con, nếu như người khác người ta gọi là ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng, lương không có, lậu không có, trách nhiệm không ai giao, tự nhận sự việc ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng. Và rồi cái công việc như của bố con rất là nguy hiểm. Con ơi, nhớ lấy câu này, muốn đi bắt cướp hay là công an, học cho thật giỏi vào, thật tốt vào rồi thi vào trường cảnh sát, thi vào trường công an, rồi mặc trên người một bộ quần áo công an, cầu vai, rồi được trang bị súng, roi điện và dùi cui. Nhưng mà con hãy nhớ rằng khi có người nào đó trình báo về vụ việc bắt cướp thì phải hỏi là thích cướp ở đâu, cướp xong chưa, ai cướp, thằng cướp ở đâu, rồi bảo người đến trình báo, viết đơn trình báo đã, phải viết đơn và làm việc đúng theo một quy trình. Còn chúng ta nếu mà con em ai làm công an mà con không làm việc đúng quy trình thì mệt lắm. Và rồi thì là ngàn lời sâu sắc, ngàn lời đau thương gửi đến gia đình hai anh hiệp sĩ đã hy sinh anh Dũng trong quá trình bắt cướp. Khi sự việc xảy ra đối với trong người dân thì tất cả chúng tôi gọi đó là một sự hy sinh cao cả. Sự hy sinh của các anh là sự hy sinh thầm lặng. Sự hy sinh của các anh chỉ được những người dân tôn vinh, còn đối với những cái gọi là huân huy chương hoặc là những cái liệt cho các anh làm liệt sĩ thì không bao giờ có, bởi vì các anh ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng. Và rồi khi xem video xong, các bạn có thể để lại quan điểm của các bạn xem video với mình sẽ chia sẻ cùng các bạn. Và có thực tế rằng cuộc sống thường không như mơ, làm người tốt thì khó mà còn bị nguy hiểm. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem video, các bạn thấy vui, các bạn yêu quý cùng quan điểm, các bạn có thể là like, share kênh YouTube của mình và like, share fanpage Phụ Kiện Điện Thoại Ngon Bổ Rẻ. Xin chân thành cảm ơn các bạn và nhớ mua phụ kiện điện thoại, hãy đến ủng hộ của mình nhé. Thời gian này kính cường lực của mình không còn có chuyện là nếu có rơi thì rơi tầm này đâu, rơi luôn. Hôm nay là không còn kính cường lực luôn. Xin chào cả nhà nhé. Tổng chào. Rõ ràng anh Lưu con này quay rồi mà sao?